Khoảnh khắc tiêm kích Su-25 Nga anh tạc mục tiêu ở Ukraine Kho vũ khí trung tâm Ukraine trúng đòn không kích của Nga Hàng chục đơn vị pháo D-20 bị phá hủy Giao tranh dữ dội ở Popomysk Lực lượng Ukraine bị đẩy lùi Lực lượng Houthi Thi tuyên bố tấn công 4 tàu ở vịnh Aden. Hamas cân nhắc thả con tin Israel theo từng giai đoạn. Mới đây, SF vừa công khai đoạn video quân đội Nga không kích một kho nhiên liệu lớn của Ukraine ở thành phố Kharkov. Máy bay không người lái trinh sát Nga đã phối hợp tấn công và quay lại khảnh khắc kho nhiên liệu bị công kích. Còn nhiên liệu và chất bôi trơn bị tấn công này của Ukraine nằm trong khu công nghiệp của thành phố Kharkov. Cơ sở này đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine hoạt động cả ở tiền tuyến và gần biên giới với Nga. Trước đó, các du kích thân Nga ở khu vực này cho biết ngày 7 tháng 4, quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc không kích chính xác nhằm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, nhà kho và nhà chứa máy bay ở thành phố Kharkov và gần sân bay ở ngoại ô. Kết quả của cuộc không kích là các kho nhiên liệu và bãi đậu xe tải quân sự bị phá hủy. Một máy bay không người lái trên sát đã ghi lại hình ảnh về khoảnh khắc và kết quả của cuộc không kích. Các du kích thân Nga cũng thông tin, không quân Nga cũng tấn công một kho đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Slobozhanko, thuộc vùng Kharkov. Hậu quả của cuộc tấn công là đám cháy lớn bùng phát trong khu vực và vụ nổ thứ cấp kéo dài trong 20 phút. Theo báo cáo địa phương, lực lượng phòng không Ukraine đã không hoạt động trong đợt tấn công gần đây vào thành phố. Trước đó, một cuộc tấn công khác của Nga đã nhằm vào sân bay Kharkov, Ukraine, một hệ thống phòng không của nước này bị phá hủy. Cuộc tấn công được cho là đã được thực hiện bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga. Trong ngày 9 tháng 4, binh sĩ Nga đã treo cờ Nga tại thị trấn Povomaiko thuộc vùng Abdiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Đoạn video ghi lại từ thị trấn cho thấy các binh sĩ của lữ đoàn cận vệ số 9 thuộc quân đoàn 1 Nga đã treo cờ trong khu định cư. Điều này cho thấy quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn. Trước khi bị đẩy lùi, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng thực hiện nhiều cuộc phản công hơn ở phía Tây Pervomaikov nhằm cố gắng làm chậm bước của Nga về phía Tây, nhưng chúng không có tác động đáng kể nào. Theo SF, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã rút lui về phía Tây tới thị trấn netalovo một trong những thành trì chính của Ukraine trong khu vực. Nếu Nga tiếp tục tiến tới Netalovo, sẽ cho phép quân đội Nga rà soát các khu vực chiến trường giữa Povomaisko và Nevelsko, nơi lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang kiểm soát một số thành trì. Trong khi đó, phi đội máy bay tác chiến Su-25 của Nga đã hoàn thành cuộc xuất kích tấn công vào nhiều vị trí quan trọng của Ukraine ở Donbass. Một phi công Su-25 tuyên bố sau khi kết thúc nhiệm vụ, nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, các phi hành đoàn đã triển khai mục tiêu giả gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không, tầm nhiệt của đối phương. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ không lực tầm gần, chống du kích và yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Mới đây, một đoạn video vừa được công khai đã cho thấy khoảnh khắc không kích chính xác của Nga nhằm vào một cơ sở quân sự ở hậu phương Ukraine. Hàng chục khẩu pháo D-20 do Liên Xô sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy bằng một tên lửa tấn công chính xác. Theo SF, tên lửa Nga đã tấn công chính xác nhằm vào kho vũ khí và đạn dược trung tâm của lực lượng vũ trang Ukraine ở thị trấn Atika, thuộc vùng biên giới Sumy. Khu định cư này chỉ cách quận Gravogronsky thuộc vùng Benkorov của Nga 41 km. Kết quả cuộc tấn công chính xác là 32 đơn vị pháo D-20 của Ukraine bị phá hủy. Máy bay không người lái trinh sát đang điều phối cuộc tấn công đã ghi lại được những hình ảnh xác nhận thiệt hại cho cuộc tấn công gây ra. Các máy bay không người lái trinh sát của Nga đang ngày càng hoạt động thường xuyên mà không bị phát hiện ở các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Những vụ tấn công trong thời gian qua cho thấy máy bay không người lái của Nga đang bay sâu hơn vào hậu phương Ukraine, cách tiền tuyến hàng chục km. Hơn nữa, các máy bay không người lái của Nga không phải đối diện với nhiều mối đe dọa khi phối hợp tấn công chính xác. Những chiếc máy bay không người lái của Nga hoạt động trên các mục tiêu trong thời gian khá dài trước và sau các cuộc tấn công mà không bị quân đội Ukraine phát hiện. Điều này được minh chứng bằng việc ngày càng nhiều video báo cáo về việc phá hủy thành công nhiều mục tiêu quân sự ở hậu phương Ukraine. Truyền thông Nga gần đây đã công bố đoạn video quân đội nước này phá hủy radar P-18 của Ukraine tại tỉnh Sumy. Video được trang quân sự Vojnosnika.ru công bố cho thấy UAV trinh sát Nga trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Sumy của Ukraine đã phát hiện vị trí lực lượng vũ trang Kiev đặt radar cảnh giới P-18, nằm sát một khu rừng. Quân đội Nga sau đó sử dụng đàn pháo hoặc tên lửa để tập kích khí tài đối phương. Đòn tấn công lập tức khiến hệ thống radar bị phá hủy hoàn toàn. Theo trang tutorial eu P-18 Terek, Terek đặt theo tên một con sông lớn ở vùng Bắc Caucasus thuộc miền nam nước Nga, là hệ thống radar phòng không được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội vào thập niên 1970. Đây là hệ thống radar cảnh báo sớm đa năng hoạt động ở băng tầng VHF với giải tầng từ 150 đến 170 MHz. Lúc hoạt động, radar sẽ phát ra các xung điện từ cao tầng thông qua hệ thống anten và thu nhận các xung phản xạ từ mục tiêu đối phương. Tầm hoạt động tối đa của P-18 là 250 km, và có khả năng phát hiện máy bay tàng hình hiện đại. Một bài đăng trên tạp chí hàng không và không gian viết rằng radar P-18 từng góp phần khiến cường kích tàng hình F-117 Nighthawk bị bắn hạ trong một cuộc xung đột xảy ra cuối thập niên 1990. Cùng thời điểm này, Sputnik dẫn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, lực lượng Nga đã sử dụng súng phóng lượng nhiệt áp Smell để tấn công các đồn điền của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp Smell nhắm mục tiêu vào các tiền đồn của Ukraine trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo đó, quân đội nước này đã sử dụng pháo nhiệt áp để tấn công các công sự của Ukraine, trở về vị trí của họ một cách an toàn. Smell là súng phóng lựu mang theo đầu đạn nhiệt áp có tính sát thương cao. Smell có tầm bắn tối đa lên tới 1.000m và tối thiểu là 20m. Vũ khí nhiệt áp cầm tay này có cấu tạo gồm ống phóng bằng nhựa tổng hợp sử dụng một lần. Trên ống có gắn thiết bị ngắm quan học đơn giản, hai tay nắm và cơ cấu khai hỏa bên trong chứa đạn phản lực. Vượt qua ông Vladimir Zhogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã loại bỏ một cứ điểm của lực lượng Ukraine gần Vobovoy ở Zaporizhia, và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến. Ông Trogov cho biết, các chiến binh của chúng tôi đã phá hủy một cứ điểm khác của lực lượng Ukraine gần Vopovoy và cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ. Ở Jabotino và Vopovoy, họ đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương trong 24 giờ qua. Lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết thêm, theo hướng Orekhov, quân đội Ukraine đã hạn chế việc sử dụng pháo binh, Chúng tôi tin rằng điều này có liên quan đến các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và pháo binh vào nhà kho của đối phương. Ở khu vực đó, quân đội của chúng tôi cũng đã phá hủy các xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải và xe chiến đấu bộ binh dùng để đưa nhân lực đối phương ra tiền tuyến. Trong các cuộc phản công, một số hệ thống pháo tự hành của đối phương đã bị phá hủy. Trong khi đó, theo ông Jogov, một đại đội lính đánh thuê từ Ba Lan đã bị Nga tấn công khi đang di chuyển vào thành phố Orekhov do Kyiv kiểm soát, nằm ở vùng Zaporizhia gần Tiền Tuyến. Vượt qua, theo phóng viên tại Đông Âu, giới chức ép xác nhận Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng và lĩnh vực sản xuất vũ khí. Đây là một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine thông qua tăng cường hợp tác với các đồng minh. Thỏa thuận được ký tại một hội thảo công nghiệp quốc phòng ở Kiev. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 30 công ty quốc phòng của Anh đến Ukraine nhằm thảo luận về tiềm năng liên danh với các nhà sản xuất quốc phòng và vũ khí của Ukraine. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine, Alexander Kamysin, đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về hợp tác trong khi đó, Bộ trưởng Chính sách Thương mại Anh Graham cho biết các công ty của nước này đang làm việc với các đối tác Ukraine nhằm tìm kiếm các cơ hội để sản xuất chung được nhiều vũ khí hơn. Bộ trưởng Hen cũng hy vọng thỏa thuận mang lại lợi ích quốc phòng và kinh tế cho Ukraine trong lâu dài. Hơn 2 năm kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ngày càng có nhiều quan ngại rằng các nước phương Tây sẽ dần giảm hỗ trợ quân sự cho Kiev. Chính phủ Ukraine đang tăng cường các nỗ lực để sản xuất vũ khí nội địa, và kêu gọi các nhà sản xuất phương Tây chính đến thiết lập các cơ sở sản xuất và sửa chữa tại Ukraine. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10 tháng 4 giờ địa phương tuyên bố đã tấn công 4 tàu, bao gồm cả tàu chiến của Mỹ bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân ở Vịnh Aden, trong chiến dịch quân sự nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa người Palestine ở giải Gaza. Trong một bài phát biểu trên truyền hình được phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Trung Đông trích dẫn, Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Sari nói rằng nhóm này đã tấn công tàu MSC Darkin, MSC Gina, MV Yorktown và một tàu khu trục của Mỹ. Hôm 9 tháng 4, quân đội Mỹ khẳng định đã phá hủy một tên lửa đạn đạo chống hạm bay qua vịnh Aden do Houthi phóng và có khả năng nhắm vào tàu MV Yorktown. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Sancom khẳng định rằng không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu thương mại hay tàu của Mỹ hoặc liên quân trong vụ việc này. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, phong trào Hồi giáo Hamas được cho là sẵn sàng xem xét một thỏa thuận thả tất cả các con tin đang bị giam giữ để đổi lấy việc quân đội Israel dần dần rút khỏi giải Gaza và tiến tới chấm dứt giao tranh. Tờ al aqba của Liban đưa tin thỏa thuận sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Hamas sẽ thả tất cả phụ nữ dân sự, trẻ em, con tin, người già và bệnh nhân của Israel để đổi lấy phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và tù nhân ốm yếu Palestine với tỷ lệ 30 tù nhân Palestine cho mỗi con tin Israel. Về phần mình, quân đội Israel sẽ di chuyển khỏi đường al ven biển phía Tây sang phía đông của Gaza cho phép người dân Gaza di chuyển tự do từ nam lên bắc, các cuộc không kích hoặc nhiệm vụ trinh sát của Israel trên vùng đất này sẽ kết thúc. Trong giai đoạn 2, Hamas sẽ thả các nam binh sĩ và con tin dân sự nam giới để đổi lấy tù nhân. Giai đoạn này sẽ chỉ bắt đầu khi Israel cam kết ngừng bắn vĩnh viễn và toàn bộ quân đội rút khỏi Gaza. Thưa quý vị, ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Sáng 10 tháng 4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà New Lucky House ở quận Cửu Long, Hồng Kông. Theo thông tin từ chính quyền đặc khu, đám cháy bùng phát lúc 7 giờ 53 phút sáng ngày 10 tháng 4 và được xếp vào loại báo động cấp độ 3 theo thang đo 5, mức của Hồng Kông. Cảnh sát đặc khu cho biết đám cháy bùng phát tại phòng tập kim của tòa nhà theo truyền thông, đây là tòa chung cư kết hợp trung tâm thương mại K16 tầng, được xây dựng vào năm 1964 với khoảng 240 căn hộ, 35 xe cứu hỏa, 24 xe cứu thương, 218 lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương đã được điều đến hiện trường sau khi nhà chức trách nhận được tin báo. Theo sở cứu hỏa Hồng Kông, khoảng 250 người đã được đưa ra khỏi tòa nhà và 50 cư dân khác đã tự sơ tán trước đó. Đám cháy cơ bản đã được khống chế sau khoảng 1 giờ. Theo thông tin trên Weibo chính thức của kênh tiếng nói vùng Vịnh lớn Trung Quốc, Sở cảnh sát và cứu hỏa Hồng Kông đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.